Câu thứ nhất, Bồ Tát quan sát sức tự tại thần thông của chư Phật Như Lai. Đích thực, Phật đầy đủ trí tuệ viên mãn. Thần thông cách nói thế nào vậy? Thông là thông đạt. Thông đạt đạo lý đối với vũ trụ nhân sanh. Lý sự thông đạt. Nghiệp nhân quả báo đều thông đạt. Cho nên các ngài mới được đại tự tại. Vậy thì quay đầu lại xem những phàm phu chúng ta mê hoặc đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không thông đạt. Sau khi mê hoặc, liền tùy theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình để nhìn sự việc, để xử lý mọi sự việc. Thế là chướng ngại trùng trùng. Có chướng ngại thì không tự tại. Phật thị hiện như vậy cho chúng ta, để chúng ta quan sát. Sau khi chúng ta xem rồi thì phải học tập với Ngài. Vì sao Ngài có được trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn như vậy? Việc này Phật Kinh thường nói, đức tướng. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo. Tướng hảo đích thực là từ trí tuệ đức năng biến hiện ra. Bạn xem Trung Quốc, xem tướng đoán mạng đều biết nói tướng tùy tâm chuyển. Cái tâm này tràn đầy trí tuệ, tràn đầy đức năng, cái tướng này đương nhiên là tốt, là đạo lý nhất định. Không những tướng hảo đó là chánh báo trang nghiêm. Hoàn cảnh sinh hoạt của bạn nhất định rất tốt. Hoàn cảnh sinh hoạt là y báo. Phật đã nói, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Cái y báo này chính là người Trung Quốc chúng ta gọi là phong thủy. Phong thủy là tùy theo tâm của người mà thay đổi. Cho nên người xem phong thủy nói hai câu nói, bạn tỉ mỉ mà phân tách, nó rất có ý nghĩa. Nếu phân tách thấu đạt hai câu nói này thì bạn sẽ không cần mời họ xem phong thủy. Nếu bạn đem nó phân tách thấu đạt thì người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Hay nói cách khác, đức phước chính là phong thủy tốt. Phong thủy tốt thì người thế nào ở vậy? Người có phước ở thì bạn phải tu phước. Chỉ cần bạn tu phước thành rồi, nơi của bạn ở, phong thủy liền chuyển đổi tốt. Vì nếu như bạn không có phước báo, cái đất phước đó, bạn ở ngay nơi đó, phong thủy của nơi đó liền sẽ dần dần chuyển xấu đi. Không phải phong thủy không thay đổi, thay đổi từng ngày. Thế gian vạn vật đều đang thay đổi từng mỗi sát na. Nhân tố thứ nhất của việc thay đổi này là gì? Là ý niệm của chúng sanh. Ngày nay cái địa cầu này của chúng ta không tốt. Có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi. Toàn bộ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên đều bị phá hoại. Ai phá hoại vậy? Con người phá hoại. Con người bởi vì tự tư tự lợi, không hề tiếc rẻ hoàn cảnh tự nhiên, làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều chịu khổ nạn. Chúng ta nói thiên tai nhân họa. Nhân họa là chỉ chiến tranh. Thiên tai chính là hoàn cảnh tự nhiên. Hoàn cảnh tự nhiên chuyện xấu đi, hiện tại các nhà khoa học nói với chúng ta, Nam Cực, một bản không to lớn cạnh Úc Châu,
diện tích gần lớn bằng như Âu Châu vậy. Tầng ozone đó đã bị phá hoại. Ozone đối với địa cầu là rất cần thiết. Nó hấp thụ tia cực tím. Nếu như tầng ozone bị phá hoại, từ ngoại tuyến trực tiếp chiếu vào thân thể chúng ta, dễ dàng bị ung thư da. Cho nên chúng ta ở Úc Châu xem thấy người ở Úc Châu bị ung thư da rất nhiều, do gì không cẩn thận để lộ ra dưới ánh mặt trời. Hiện tại chúng ta xem thấy một số học sinh ở Úc Châu đều mặc áo tay dài, không những phải đội nón, phía sau nón còn có một miếng giống như nón của quân đội Nhật trước đây, ngay đến cổ cũng quấn bít lại hết, sợ ánh mặt trời chiếu vào. Đây đều là do con người phá hoại. Y báo, chánh báo không ngoại lệ. Bồ Tát ở nơi đây chính là dạy bảo chúng ta. Kỳ thật tất cả Bồ Tát trong đây, vì Bồ Tát này là hiện thân, là chúng thần Khẩn Na La Dương, đó là Bát Bộ Thiên Thần. Khẩn Na La Dương cùng Càn Thác Bà Dương, hai hạng này đều là nhạc thần. Đao Lợi Thiên Dương là đội trưởng đội nhạc của Đao Lợi Thiên Dương, đó là đội trưởng của đội nhạc. Đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Họ không phải là quỷ thần chân thật. Chân thật quỷ thần làm gì có trí tuệ lớn như vậy. Cho nên trong kinh Phật thường nói, những chúng sanh này đáng dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện ra thân đó. Đáng dùng thân Khẩn Na La Dương để độ, Phật Bồ Tát liền hiện ra Khẩn Na La Dương. Chúng ta phải thể hội được cái sự thật này, hiểu rõ cái đạo lý này, biết được thế xuất thế gian. Trong tất cả tôn giáo, những thần minh mà họ tôn kính đều là Phật Bồ Tát hóa thân. Hóa thân của Phật Bồ Tát. Vậy thì Phật là ai vậy? Phật không phải là một người. Ngày nay chúng ta học Phật, cái khó khăn lớn nhất chính là chấp tướng. Nói đến Phật, bạn liền nghĩ đến một tượng Phật. Vậy thì sai rồi. Phật mà ở trong kinh điển Phật nói cho chúng ta nghe là không có hình tướng. Không có hình tướng mới có thể hiện ra tất cả tướng. Có hình tướng rồi thì không được, thì không thể biến thành tướng thứ hai. Vô tướng có thể hiện tất cả tướng. Vô di mới có thể vô sợ bất di. Cho nên việc đầu tiên Phật dạy cho chúng ta phải lìa tướng. Ly tất cả tướng, tức tất cả pháp. Việc này trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Cho nên Phật có thể tùy loại hóa thân, có thể tùy cơ nói pháp. Tùy cơ là gì vậy? Hiện tại chúng ta cần thứ gì thì Ngài dạy chúng ta thứ đó. Chúng ta không cần đến thì Ngài tuyệt đối sẽ không nói. Có nói ra chúng ta cũng không dùng, chúng ta không có được chỗ tốt. Cho nên giáo học của Phật Pháp rất hiện thực. Vậy chúng ta làm sao trải qua ngày tháng tốt đẹp? Làm thế nào phát triển sự nghiệp của bạn? Điều dạy bạn làm đến đệ nhất, trong Phật Pháp không có đệ nhị. Không luận là bạn từ nơi một ngành nghề nào, bạn ở nơi ngành nghề đó đều là đệ nhất. Việc này chúng ta có thể tin tưởng. Ngài có trí tuệ, Ngài có thần thông. Thần là thần kỳ khôn lường, chính là phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng được. Loại trí tuệ đó của Ngài, loại năng lực đó của Ngài,
thọ dụng của Ngài. Đây gọi là thần thông, cũng chính là chỗ này gọi tự tại lực. Ngài được đại tự tại. Từ đâu mà có được vậy? Câu thứ hai thì đã được nói ra rồi. Giai do dạng tích sở tu hành. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều đang tu hành, tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chính mình. Hiện tại thuật ngữ thông thường chúng ta gọi là cải tiến. Cải là gì? Là cải chính sai lầm. Cải chính sai lầm thì bạn tiến bộ. Câu thuật ngữ này ở trong xã hội hiện tại này rất là phổ biến. Tu hành chính là ý nghĩa của cải tiến. Cải chính sai lầm của chính mình, bạn nhất định sẽ nâng lên cao. Sai lầm của chúng ta rất nhiều rất nhiều, chính mình tuyệt nhiên không hề biết. Đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian, những gì các ngài đã dạy chúng ta trên thực tế chính là đời sống, lời nói, việc làm của chính các ngài. Đối nhân xử thế tiếp vật, các học trò đem nó ghi lại thì liền biến thành mô phạm cho cuộc sống, là gương mẫu. Ở trong nhà Phật gọi là giới luật, ở trong nhà Nho gọi là lễ. Cho nên lễ cùng giới luật không phải là do một người chế định, là đời sống hành vi của thánh hiền. Nó vốn dĩ chính là như vậy. Học trò ghi chép lại cho chúng ta tham khảo. Đời sống của các ngài là bình thường, đời sống của chúng ta là không bình thường. Tư tưởng của các ngài là bình thường, tư tưởng của chúng ta là sai lầm. Lời nói của các ngài là chính xác, lời nói của chúng ta là sai lầm. Mọi chỗ đều phải học tập với các ngài, đó gọi là học Phật. Phật là một người chân thật, cứu cánh viên mãn. Không tìm ra khuyết điểm. Không luận là ở phương diện nào, cũng không tìm ra khuyết điểm. Là một con người rất hoàn mỹ. Trong kinh Phật thường có thí dụ, mặt Phật như mặt trăng. Đó là hình dung. Trăng tròn là trăng sáng của 15. Bạn không nên y theo văn mà giải ý. Theo văn mà giải ý thì bạn sẽ lắc đầu. Mặt của Phật tròn tròn như mặt trăng thì có gì đẹp đâu. Vậy thì bạn sai rồi. Tròn là không có khiếm khuyết, là hình dung cái đẹp của con người. Tròn đầy không có khiếm khuyết. Trong Phật kinh thường tán thán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là người thế gian chúng ta cho rằng đây là tốt đẹp. Phật thấy đều thị hiện cho chúng ta xem. Còn trong kinh điển, đối với chư Phật Như Lai trong Pháp giới nhất chân, sự tán thán đó là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta không có cách gì tưởng tượng. Chúng ta có thể lý giải chỉ là hoàn cảnh đời sống hiện tại. Nâng lên trên cao thì chúng ta không biết. Vậy thì chính ngay trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta, chính mình nhất định phải biết lỗi lầm của chính mình. Nhà Phật thường gọi là khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ? Rất ít người hiểu được. Có một năm tôi giảng kinh ở Lusanchi,
Nghe nói ở Lusanchi có 5 người thanh niên khai ngộ, là do những Lạt Ma hoặc Phật Tây Tạng thọ ký cho họ, nói 5 người này đã khai ngộ. Tôi ở đó giảng kinh, họ cũng đến nghe. Sau khi nghe rồi, yêu cầu tôi chứng minh cho họ, họ đã khai ngộ rồi. 5 người này đến trước mặt tôi, nói với tôi. Tôi lắc đầu, tôi nói các người chưa khai ngộ. Họ nói vì sao vậy? Những Lạt Ma hoặc Phật đều nói tôi đã khai ngộ rồi. Vì sao ngài nói tôi chưa khai ngộ? Tôi nói tôi chưa có khai ngộ. Các người đến hỏi tôi về việc khai ngộ, có thể thấy được các người chưa có khai ngộ. Hiện tại xã hội này, những chuyện gạt người rất nhiều. Người khai ngộ, bạn còn phải hỏi tôi nữa hay sao? Trong đầu của bạn còn nghĩ khai ngộ hay không khai ngộ? Bạn còn có những vọng tưởng này, còn có những phân biệt chấp trước này, thì bạn nhất định chưa khai ngộ. Người khai ngộ trong lòng một tạp niệm cũng không có. Bạn từ sớm đến tối nghĩ tưởng sàng bậy, thì bạn lấy gì để khai ngộ? Người ta nói bạn khai ngộ, rõ ràng là gạt bạn. Nghe gạt không nghe khuyên. Tôi nói, tôi thành thật mà nói với bạn, tôi không gạt bạn, bạn chưa có khai ngộ. Thế nào gọi là khai ngộ vậy? Biết được tâm bệnh của chính mình gọi là khai ngộ. Cho nên bạn ngày ngày phản tỉnh, mỗi ngày kiểm điểm, tìm tâm bệnh của chính mình, thì bạn ngày ngày có giác ngộ. Tìm được tâm bệnh của chính mình, phải đem tâm bệnh sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Bạn không biết khuyết điểm, không biết được tâm bệnh, thì bạn tu cái gì? Bạn cho rằng mọi thứ đều là đúng. Chúng ta đối mặt với hiện thực, bạn đối với tất cả người, với tất cả việc, với tất cả vật, bạn nghĩ xem có đúng không? Bạn thấy có đúng không? Bạn nói có đáng hay không? Bạn làm có đúng hay không? Chúng ta chính mình không có năng lực phân biệt phải quấy, không biết là đúng hay là không đúng. Phải lấy ngôn hạnh của thánh nhân làm tiêu chuẩn, so sánh với họ xem. Phật đối với người, với vật, với việc, xem cách nhìn của ngài như thế nào, cách nghĩ của ngài như thế nào. Cách nhìn của ta, cách nghĩ của ta, đem so sánh với cách nhìn, cách nghĩ của Phật, chúng ta phải khẳng định Phật là đúng. Nếu như cách nghĩ, cách nhìn của ta giống như Phật, vậy thì ta cũng đúng. Cách nhìn, cách nghĩ của ta không giống với ngài, phải biết ta đã sai rồi, không phải là họ sai. Phật dạy cho chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta phải kiểm điểm chính mình. Chúng ta còn sát sanh nữa hay không? Cho dù là hành vi không sát sanh, còn có ý niệm sát sanh hay không? Hành vi không có mà ý niệm có cũng không được. Có ý niệm là ý nghiệp. Sai rồi, bạn nghĩ sai rồi. Đem những sai lầm này tu sửa lại gọi là tu hành. Khẩu nghiệp. Có phải chúng ta vẫn còn giọng ngữ, vẫn còn nói hai chiều? Hai chiều là khiêu khích thị phi. Ác khẩu, nói năng rất thô lỗ. Vẻ mặt rất khó coi. Ỷ ngữ, nói lời ngon ngọt để gạt người. Mê hoặc người khác. Đó là lỗi lầm, Phật không có. Phật đối với tất cả chúng sanh, lời nói ôn hòa. Trong tâm này còn có tham sân si, vậy thì bất thiện. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là rơi vào trong bất thiện.
Phật nói ra 10 điều này là tổng cương lĩnh, để chúng ta thường phải kiểm điểm, phản tỉnh. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt giảng rõ đối với 10 thiện. Ở phẩm thứ 33 đến 37, một đoạn kinh văn rất dài. Hiện tại chúng ta đem đoạn kinh văn này chọn làm thời khóa tối. Cho nên sau khi thành lập Tịnh Tông Học Hội, tôi biên tập lại thời khóa tụng sớm tối. Bởi vì thời xưa các đại đức xưa biên tập thời khóa tụng sớm tối, hiện tại chúng ta dùng thật là không thể dùng được vừa sức. Y theo quyển khóa tụng đó không đạt được lợi ích thực tế. Cho nên nhất định phải vì chính chúng ta chân thật tu hành, cải đổi, tự làm mới. Chúng ta trùng biên lại một quyển khóa tụng sớm tối. Tinh thần của khóa tụng sớm tối phải hiểu được. Khóa sớm là nhắc nhở chính mình tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, hy vọng ngày này hôm nay từ sớm đến tối không trái phạm. Nhắc nhở chính mình, không phải niệm để Phật Bồ Tát nghe. Khóa tối là phản tỉnh, là kiểm điểm. Một ngày hôm nay có lỗi lầm hay không? Có thì thay đổi, không có thì khích lệ. Thời khóa sớm tối, bạn làm như vậy chân thật có công đức. Không phải nói sớm tối đem kinh văn đọc qua một lượt, niệm để Phật Bồ Tát nghe, thì Phật Bồ Tát liền hoan hỷ. Chính mình đối nhân xử thế tiếp vật vẫn là phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Việc tụng sớm tối như vậy có ích gì chứ? Tôi nói thời khóa sớm tối như vậy còn có tội. Tội lỗi gì vậy? Bồ Tát bằng gỗ xi măng bày ra nơi đó, sáng sớm gạt ngài một lần, buổi tối lại gạt thêm lần nữa. Mỗi năm 365 ngày, ngày ngày gạt họ. Bạn nói xem tâm của bạn tàn nhẫn đến giường nào? Ngay đến Bồ Tát bằng gỗ xi măng, một ngày gạt hai lần, vậy thì đương nhiên bạn gặp bất cứ người nào, bạn đều lừa gạt. Làm sao có thể được thành tựu? Chính mình mê hoặc điên đảo, còn cho rằng chính mình tu hành không tệ, thời khóa sớm tối của tôi một ngày cũng không thiếu. Tương lai đọa địa ngục, còn không biết vì sao mà đọa. Quan điểm hành trì thời khóa sớm tối đã sai lầm. Thời khóa sớm tối không phải tụng để cho Phật Bồ Tát nghe. Cúng dường hình tượng của Phật Bồ Tát là kỷ niệm ngài. Phật Bồ Tát làm thế nào bảo hộ chúng ta vậy? Giáo huấn ở trong kinh điển là bảo hộ chúng ta. Chúng ta có thể lý giải, có thể y giáo phụng hành. Trồng nhân thiện được quả thiện, đó là bảo hộ. Cho nên sai lầm ngay trong cuộc sống thường ngày không thể không sửa đổi, thay đổi mỗi ngày. Mỗi ngày phải tìm cho ra sai lầm. Con người rất không dễ gì phát hiện ra sai lầm của chính mình, đều thấy lỗi lầm của người khác. Thấy lỗi lầm của người khác cũng không phải là không tốt gì. Đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm của chính mình, xem thường người khác, phê bình người khác, hủy báng người khác, vậy thì bạn tội càng thêm tội. Bạn sai rồi. Xem thấy lỗi lầm của người khác, có thể quay đầu lại nghĩ xem ta có cái lỗi này không. Nếu như có thì sao? Phải mau thay đổi lại. Không có, khích lệ chính mình, không nên phạm phải lỗi lầm của họ. Đó là việc làm tốt. Cho nên phu tử nói, ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Ba người này chính mình là một người,
một người thiện và một người ác. Người thiện là thầy của ta, thiện hạnh của họ, ta phải học theo họ. Người ác cũng là thầy của ta, ác hạnh của họ, để ta phản tỉnh, để ta kiểm điểm. Kiểm điểm chính ta có lỗi lầm hay không, đều là thầy ta. Không một ai không là thầy của ta, đều là ân nhân, phải tri ân báo ân. Họ có thể thành Bồ Tát, Bồ Tát có thể thành Phật, không hề khác hơn mỗi ngày tu hành. Hay nói cách khác, mỗi ngày thay đổi hành vi đời sống của chính mình. Đại bi cứu vật linh thanh tịnh. Câu phía trước là tự hành, chính mình tu sửa hành vi sai lầm của chính mình, sau đó mới có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác không nhất định phải giảng kinh nói pháp. Dạy học các vị đều biết mà, ngoài ngôn giáo ra còn có thân giáo. Bạn làm sao một gương tốt? Bạn để cho người khác thường hay xem thấy, thời gian lâu dần người xem thấy bạn có thể giác ngộ. Xem bạn, con người này không giống như nhau, đang thay đổi mỗi ngày, càng đổi càng tốt, họ liền ngưỡng mộ. Hiện rõ mô phạm cho người khác xem. Ý nghĩa trong đây cần phải nhận biết cho rõ ràng chúng sanh xã hội hiện tại. Có những lỗi lầm nghiêm trọng gì? Chúng ta phải giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ cách nào? Phải từ ngay bản thân mà làm. Chúng sanh xã hội hiện tại đều phổ biến tham tiền. Chúng ta dạy họ thế nào đây? Chúng ta xả tài. Chúng ta không cần tiền, quyết không tích chứa tiền của để họ xem. Họ thấy lâu rồi, vẫn là chúng ta tự tại. Chúng ta vẫn là trải qua ngày tháng rất hạnh phúc. Từ ngay chỗ này, họ dần dần liền sẽ quay đầu. Họ tham sắc, chúng ta diễn ly tất cả sắc, làm cho người xem, vậy mới được. Họ tự tư tự lợi, chúng ta phải đại công vô tư. Họ có sân hận đố kỵ, chúng ta có hoan hỷ tán thán. Không những không có tâm đố kỵ, nhất định phải làm đến được thành tựu việc tốt cho người. Người khác có việc tốt, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, hiệp trợ họ, làm ra để cho người khác xem. Đây gọi là đại bi cứu vật. Chúng ta chính mình làm như vậy, được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, chân thành, từ bi hiển lộ ra bên ngoài. Không cần bất cứ thứ gì. Thành thật mà nói, bạn sẽ không thiếu hụt bất cứ thứ gì. Tại sao vậy? Đó là đạo lý của nhân quả. Tài lộc từ do đâu mà ra? Việc này trên kinh Phật thường nói, tài từ bố thí mà ra. Chúng ta phải nên hiểu, tài bố thí là nhân. Trong đời quá khứ, bạn đã từng tu qua cái nhân này. Đó chính là ngạn ngữ thường nói,
trong mạng của bạn có tài. Việc này người xem tướng đoán mạng, trong mạng của bạn có tài. Vậy trong mạng có tài, bạn không thể ngồi ở đó mà đợi, đợi tài sẽ rơi xuống, không thể có việc này. Bạn đi làm bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng đều kiếm được tiền. Bạn làm những nghề nghiệp đó là gì? Đó là duyên. Nhân thêm vào duyên thì quả báo liền hiện tiền. Tuy có nhân mà không có duyên, quả báo không thể hiện tiền. Giống như dưa hấu, nhân của dưa là hạt dưa, hột giống. Nếu như hạt giống này không thêm cho nó duyên, để nó ở trong ly, để 100 năm, nó cũng sẽ không thể kết thành trái dưa. Nó cần phải có duyên. Duyên là cái gì vậy? Thổ nhưỡng, lượng nước, ánh mặt trời, phân bón. Duyên không giống như nhau. Có duyên thì rất đầy đủ, thì nó sẽ lớn lên rất tốt. Có duyên thì không đầy đủ, chỗ này thổ dưỡng không được tốt. Không có phân bón, không đủ ánh sáng, thì nó lớn sẽ không được tốt. Chúng ta từ đời bất cứ nghề nghiệp nào, đó là duyên. Thế nhưng bạn nhất định phải có nhân. Nếu như không có nhân, duyên có tốt hơn cũng sẽ không kết thành quả. Cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật nói không hề sai. Trong đời quá khứ, chúng ta đã từng tu tài bố thí. Vậy thì trong bạn của ta có tài, có cái nhân này. Hiện tại không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, chúng ta phải có duyên tốt. Cái gì gọi là duyên tốt? Nghề nghiệp của chúng ta là làm lợi ích chúng sanh, là lợi ích xã hội, tuyệt đối không tổn hại chúng sanh. Hiện tại có rất nhiều nghề nghiệp làm tổn hại chúng sanh, lừa gạt chúng sanh, làm rất nhiều thứ hàng giả mạo, hàng giả, lý giả tráo thật. Nghiêm trọng nhất là thuốc men. Hiện tại có rất nhiều thuốc giả. Kỳ thật, trong mạng của họ thật có tài. Họ hoàn toàn dùng thật, nhất định không dùng giả. Họ vẫn là kiếm được rất nhiều tiền. Dùng hàng giả để lừa gạt người khác, vẫn là kiếm được nhiều tiền như vậy thôi. Không thể hơn được chút nào. Cho nên trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói, quân tử an vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng phải làm tiểu nhân. Hà tất phải lừa gạt chúng sanh làm gì? Tuyệt đối không phải bởi vì lừa gạt chúng sanh thì bạn mới phát tài, làm gì có đạo lý này. Vậy thì nói không thông. Cho nên duyên của bạn phải là thiện, vì lợi ích chúng sanh, thì phước báo này của bạn sẽ tăng thêm, hậu phước vô cùng. Nếu như là dùng cái duyên hại người lợi mình này, trái lại làm cho phước báo của bạn bị mài mòn, phước bị tổn hại. Đây là một sai lầm cực lớn. Con người vì sao phải làm như vậy? Không hiểu nghiệp nhân quả báo, không biết được chân tướng sự thật, cho nên mới làm việc sai lầm, cho rằng hại người có thể lợi mình. Chẳng hề biết được hại người là chân thật hại mình, lợi người mới là chân thật lợi mình. Cái đạo lý này Phật Bồ Tát biết được. Bậc thánh hiền, người sáng suốt, các ngài biết. Phàm phu chúng ta không biết. Thế nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Phật nói đều là giảng quả báo của 10 thiện, không hề nói quả báo của 10 ác. Phía sau của quyển sách này của chúng ta có thêm vào tiết yếu của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói ra hết mặt trái của nó. Quả báo của 10 ác ngài đều nói ra hết. Chúng ta nhất định phải biết. Thật đã rõ ràng, thật đã thông suốt rồi, chúng ta mới biết được cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác. Thiện nhất định là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh.
ác đều là tự tư tự lợi. Cho nên tự tư tự lợi là gốc của tội ác, là căn bản của tham sân si. Phải từ chỗ này mà trừ bỏ. Trong tông môn giáo hạ, tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta tu hành phải tu từ căn bản. Cái gì gọi là căn bản? Tự tư tự lợi là căn bản. Nhất định phải chuyển đổi ý niệm này lại. Ta sống ở thế gian này có phải vì ta, vì chúng sanh, vì xã hội. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, các ngài là gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Bạn xem cái tâm đó quá lớn. Cái gì gọi là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới? Các ngài là thật, không phải giả. Cho nên phước báo này rất lớn. Ngày nay, tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Ngày nay, chúng ta gọi là xả mình vì người. Vì người nào vậy? Vì chỗ này của chúng ta. Vì thì quá nhỏ. Vì cái quốc gia này của ta cũng không lớn. Vì toàn thế giới, đó là mức thấp nhất. Phải vì toàn thế giới mà lo nghĩ. Thế giới này mới có hòa bình, xã hội mới có an định, chúng sanh toàn thế giới mới có thể hòa thuận cùng ở với nhau, cùng đối xử bình đẳng, mới chân thật có thể nói là có hạnh phúc. Tai nạn do con người làm có thể đoạn trừ, có thể tiêu hết. Xin nói với các vị, họa do người làm không còn thì thiên tai cũng sẽ hết. Việc này chân thật là y báo tùy theo chánh báo chuyển, lòng người đều hướng thiện. Thì việc này phải dựa vào giáo dục. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp không phải là tôn giáo. Hiện tại có người không tin tôn giáo. Không tin tôn giáo thì có gì đâu. Ngày trước, khi tôi giảng kinh cũng thường nói, chúng ta ở trong xã hội, người ta hỏi bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, tôi nói, không tin một tôn giáo nào, việc này không có gì là đáng trách, không có gì là khó nói cả. Nếu như nói là chưa tiếp nhận qua giáo dục, thì lời nói này sẽ rất khó nói ra. Rất khó mở miệng. Phật Pháp là giáo dục, không phải tôn giáo. Tôn giáo thì bạn có thể tin, có thể không tin. Giáo dục, vậy thì bạn cần phải tiếp nhận. Đặc biệt là giáo dục của Phật Pháp cùng giáo dục của phổ thông là không giống nhau. Đó là giáo dục hiện thực nhất, là giáo dục có quan hệ mật thiết nhất đối với chúng ta ngay trong một đời này. Đó vậy chúng ta phải sống như thế nào? Nếu dùng lời hiện tại mà nói, vậy chúng ta làm thế nào để phát tài? Vậy chúng ta làm thế nào thông minh ra? Vậy chúng ta làm thế nào khỏe mạnh sống lâu? Bạn nói xem loại giáo dục này có quan trọng hay không? Mọi người chúng ta đều không quan hệ phát tài hay sao? Có thích thông minh, thích khỏe mạnh, sống lâu hay không? Phật chính là dạy cho chúng ta những thứ này. Bà có muốn học không? Hiện thực hơn so với bất cứ thứ gì. Nếu chúng ta muốn được tiền của, thì phải bố thí tài vật. Tận lực bố thí. Không nên nghĩ đến bố thí hết sạch rồi, ngày mai ta không còn, thì phải làm sao? Không nên nghĩ đến vấn đề này. Bạn thật đã bố thí hết sạch rồi, thì ngày mai sẽ đến càng nhiều. Họ còn có được thêm lời giao. Không thể nghĩ bạn. Ngày nay chúng ta cũng làm ra dáng vẻ này để cho mọi người xem. Bạn xem thấy Tịnh Tông Học Hội chúng ta cùng với cư sĩ Lâm nơi đây, chúng ta bố thí trước giờ chưa từng suy nghĩ. Tài nguyên từ đâu mà đến, chưa hề nghĩ qua. Cư sĩ Lâm hiện tại là tháng 7. Tháng 7, cái tháng này Pháp hội siêu độ. Các vị đến bên đó xem. Mỗi ngày sự hoạt động của cư sĩ Lâm 3-4 ngàn người. 3-4 ngàn người ở nơi đó ăn cơm, một phân tiền cũng không lấy. Mỗi ngày cúng dường là 3 bữa cơm, 2 lần điểm tâm.
Thông thường hàng ngày, mỗi ngày số người ăn cơm không dưới 1.000 người. Rất nhiều người đến đây xem thấy đều rất kinh ngạc. Chi phí của các vị ở đây rất nặng. Tiền này của các vị từ đâu mà ra vậy? Lý Mộc Nguyên nói với tôi, chúng tôi rất là thoải mái, một tí lo lắng cũng không có. Tiền từ đâu mà ra vậy? Không hề biết, không ai biết được. Bạn xem, nhiều người ăn đến như vậy, không hề mua dầu, không hề mua rau, cũng không hề mua qua dầu muối. Gạo, mì, rau, dầu, muối, chất đống như núi, ăn không hề hết. Nhiều đồ đến như vậy, mọi người nên biết, lại không thể để lâu. Để lâu thì sẽ hư. Cho nên chúng ta phải mỗi một tuần dùng xe tải, từng xe tặng cho viện dưỡng lão, khu di viện của các tôn giáo khác. Nhiều đến như vậy, càng cho càng nhiều. Bạn phải lo gì chứ? Bạn không chịu bố thí thì không có. Trong những năm gần đây, kinh tế của Đông Nam Á bị suy thoái. Nghề nghiệp nào cũng bị ảnh hưởng. Nhà Phật cũng không ngoại lệ. Thu nhập của rất nhiều đạo tràng chỉ còn phân nửa. Cư sĩ Lâm cùng đạo tràng này của chúng ta, một chút ảnh hưởng cũng không có. Thu nhập của đạo tràng này của chúng ta mỗi tháng đều tăng thêm. Họ cảm thấy dường như bị ảnh hưởng kinh tế. Chúng ta thì không hề có cảm giác. Nhân cùng duyên rất tốt. Mỗi ngày đạo tràng giảng kinh, mở phát băng đĩa giảng kinh, 24 giờ không gián đoạn. Niệm Phật đường, niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Người trong đạo tràng này có trí tuệ. Bạn xem thấy nhiều người đến như vậy, cùng sống với nhau, không hề có ý kiến. Việc này rất là hiếm thấy. Rất nhiều người đến chỗ này xem thấy đều cảm thấy kinh ngạc. Bạn xem thử trên khuôn mặt của mỗi một người, vui vẻ, hòa nhã, hoan hỷ hân hoan. Không có tranh chấp, không có ý kiến. Do nguyên nhân gì vậy? Mỗi ngày nghe kinh. Xin nói với các vị, cái đạo tràng này, nếu như 3 ngày không nghe kinh sẽ có người cãi lộn. Thì nghiệp chướng hiện tiền. Muốn cãi lộn với người, vừa nghe được giảng kinh, ê, thôi đi thì tâm liền bình lặng lại. Do chính nhờ như vậy. Mỗi một người, bạn thấy người già, người trẻ tuổi đều có thể chăm sóc người già. Người già thì rất là thương yêu người trẻ, giống như một đại gia đình, khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên ở nơi đây, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, chúng ta mỗi ngày đều làm. Làm rất phấn chấn. Cho nên tiền của, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu đều có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta làm ra để cho người xem. Cư sĩ Lâm cùng Tịnh Tông học hội từ trước đến giờ chưa từng ra ngoài hóa duyên, chưa hề bảo người cúng dường. Vì sao vậy? Làm như vậy thì phải gánh chịu, thì sẽ rất mệt. Chúng ta có bao nhiêu người thì làm bấy nhiêu, có thì làm, không có thì không làm. Bạn nói xem tự tại dường nào. Thế nhưng mỗi ngày vẫn cứ đến nhiều như vậy, thì đành phải làm vậy. Chăm chỉ mà làm thôi. Nhất định phải làm ra gương tốt cho người xem. Công việc có khổ cực hơn, có bận rộn hơn, tâm địa nhất định thanh tịnh, không hề lo lắng. Chúng ta tuyệt đối không hề suy nghĩ ta phải làm cái gì, phải làm cái gì, không hề vậy. Vậy thì sẽ rất khổ tâm. Điều là việc đến thì làm. Duyên chín muồi rồi. Tùy duyên mà không phan duyên. Việc làm như vậy thì sẽ làm được rất tự tại. Chính mình nhất định phải nghĩ phải làm như thế nào, như thế nào. Vậy thì bạn rất là khổ. Vậy thì trong tâm của bạn bị dính mắc. Chúng ta làm mà trong tâm không hề có việc gì.
Chỗ này trong Phật Pháp thường gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Công việc mỗi ngày rất là náo nhiệt, trong lòng không chút dính mắc. Vì mới gọi là đại tự tại. Có làm, thấy là làm thì rất là khổ. Tâm có lo buồn, thân có mệt mỏi. Không làm mà làm thì bạn liền được đại tự tại, bạn liền được an lạc. Cái đạo lý này phải ứng dụng ngay trong cuộc sống, đời sống an vui. Ứng dụng ngay trong công việc không những thoải mái mà còn rất thuận lợi. Năm trước, tôi ở Kiết Long Ba. Bạn thấy tôi dạy cư sĩ Lý Kim Hữu làm thế nào ứng dụng đạo lý của Phật Pháp thực tiễn ngay trong khách sạn đẳng cấp 6 sao của ông. Bạn thật có thể hiểu được thông đạt rồi. Ông chủ của bạn là Phật Đà, công nhân của bạn là Bồ Tát. Người đến ở nơi khách sạn của bạn, đó đều là chúng sanh của bạn độ. Phật không độ người không có duyên. Người đến ở nơi khách sạn của bạn thì có duyên với bạn rồi, bạn có thể độ được họ. Phật Pháp là vô biên, không luận ở một nơi ngành nghề nào đều có thể ứng dụng được. Không luận bạn trải qua đời sống như thế nào, bạn trải qua ngày tháng nghèo thiếu, trải qua ngày tháng giàu có cũng đều có thể ứng dụng được. Bạn sẽ có được an vui chân thật, bạn sẽ có được hạnh phúc chân thật. Giáo dục tốt đến như vậy, nếu bạn nói bạn không học thì thật là đáng tiếc. Khi tôi còn trẻ, phát tâm làm cái công việc này chính là xem thấy giáo dục của Phật giáo quá tốt. Thế nhưng trong xã hội không có người biết. Ta không biết thì cũng không hề gì, cũng có thể cho qua. Biết rồi, nếu ta không đem đó giới thiệu cho mọi người thì ta có lỗi với người. Việc trước tiên là có lỗi với Phật Bồ Tát. Thứ hai là có lỗi với lão sư. Lão sư nhiều đời truyền lại, vào ngay lúc này truyền đến tay của mình, ta thông đạt rồi, ta hiểu rồi, thay đổi được vận mạng của chính mình, ta đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Nếu ta không đem nó giới thiệu cho người khác thì ta có lỗi với Phật Tổ, cũng có lỗi với tất cả chúng sanh. Cho nên sống ở trong thế gian này không phải vì chính mình. Chính mình không hề có bất cứ việc gì. Sống ở cái thế gian này chính là đem Phật Pháp giới thiệu với mọi người, chỉ làm cái việc như vậy, rất là đơn thuần. Cho nên đời sống rất là an vui, rất là tự tại. Tâm địa thanh tịnh không nhiễm. Các vị cảm thấy những thứ của thế gian này, mọi thứ đều đáng yêu. Thứ yêu thích nhất là cổ phiếu. Những thứ này đã không còn tác dụng gì với tôi nữa. Tôi cũng sắp gần hơn 20 năm không có dùng qua tiền. Một xu tiền cũng không có dùng. Cho nên thứ này không có tác dụng với tôi, vô hiệu. Tôi xem thấy không ưa. Người ta xem thấy rất hoan hỷ, tôi xem thấy thì không ưa. Cho nên mọi người cho tôi liền chuyển tay chuyển ngay. Cư sĩ Lâm xây dựng thôn Di Đà. Bên đây thì tôi bảo họ làm VCD, bởi vì người cần đến đĩa VCD quá nhiều. Tất cả cúng dường tôi chưa hề mở bao đỏ ra xem. Mở bao đỏ tay sẽ rất mệt, tiền kia rất dơ. Rất nhiều người sợ vào đó, có phải vậy không? Tôi không làm những việc này, toàn bộ cho mang đi. Nên Kinh Vô Lượng Thọ thật sự cũng có đầy đủ thập huyền môn. Thập huyền môn chỉ có trong Kinh Hoa Nghiêm.
Khi Đức Thế Tôn còn trụ thế, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, chỉ ở Pháp hội Hoa Nghiêm, Ngài giảng về chân tướng sự thật. Những kinh khác Ngài không nói đến. Trong bộ kinh này, thật sự nói lên thực tướng của các pháp. Chúng ta nói áo bí thực tướng các pháp đều được tiết lộ. Hy hữu thù thắng không gì bằng. Không hề biết rằng kinh Vô Lượng Thọ cũng có đủ. Cho nên người xưa giảng kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Kinh Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Đây là có căn cứ, chứ chẳng phải tùy tiện nói đâu. Liên Trì Đại Sư viết cuốn Sớ Sao cho Kinh Di Đà, cũng chỉ ra áo nghĩa trong kinh. Có liên quan tới thập huyện. Dĩ chứng như thượng chi thuyết giai thị thật tướng ngữ, phi nhân tịnh tâm hành nhân chi vọng tự tôn đại giả. Liên Trì Đại Sư đưa kinh Di Đà lên bằng với kinh Hoa Nghiêm, ngang bằng nhau. Khi đó giảng kinh Hoa Nghiêm là toàn nhiên, giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà một bộ phận thuộc về viên, gọi là phân viên. Không thể nói là toàn bộ, mà một bộ phận tương đồng với kinh Hoa Nghiêm. Đây là lời khiêm nhượng. Lời này vào thời đó, nó có ý nghĩa của thời đại. Thực sự mà nói, ba bộ kinh này là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm, thực tế mà nói là một bộ kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là giảng kỹ. Kinh Di Đà là lược thuyết. Nội dung không khác nhau. Cho nên đã nhiều năm rồi, tôi thường khuyên bảo mọi người, quý vị thật sự muốn tu tịnh độ, hoằng dương tịnh độ, muốn giảng tốt kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, thì chẳng thể không đọc Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Bởi kinh Hoa Nghiêm giảng kỹ kinh Vô Lượng Thọ, giảng kỹ kinh Di Đà. Quý vị có nền tảng này rồi, quý vị đọc tiếp hai bộ kia thì sẽ hiểu thấu được. Hai bộ kinh này kinh văn không dài, nghĩa lý thâm sâu huyền diệu, không khác gì Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Tứ đệ ở đây hoàn toàn tương đồng với Thám Huyền Ký. Bây giờ chúng ta xem điều thứ nhất. Nhất, đồng thời cửu túc tướng ưng mung. Điều này vô cùng quan trọng. Điều này có thể nói là tổng thuyết. Chính điều sau gọi là biệt thuyết. Điều này là tổng. Chú trọng vào đâu? Vào đồng thời. Đồng thời cũng đồng xứ. Đồng thời đồng xứ. Tương ưng. Tương ưng với ai?
tương ưng với biến pháp giới, hư không giới. Thám Huyền Ký do Đại sư Hiền Thủ viết. Lúc trước chúng ta đã từng học qua. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Bài luận văn này do Đại sư Hiền Thủ viết. Bài luận văn này là nói kỹ về đồng thời cụ túc tương ưng. Quý vị xem giảng về duyên khởi của vũ trụ. Chúng ta dùng ngôn từ thời nay mà nói, chính là triết học tối cao mà Phương Đông Mỹ tiên sinh nói. Năm xưa, thầy Phương giới thiệu triết học trong kinh Phật cho tôi. Thầy nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế gian này. Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong thế giới triết học. Kinh Hoa Nghiêm nói, đồng thời cụ túc tương ưng môn chính là đỉnh cao nhất. Chẳng những là đỉnh cao nhất của triết học, cũng là đỉnh cao nhất của khoa học. Triết học và khoa học ngày nay đều không nói đến cảnh giới này. Cho nên vấn đề của nó rất nhiều. Trong Phật Pháp hoàn toàn giải quyết được. Đồng thời đồng xứ tương ưng. Vì sao vậy? Chúng ta xem ba đoạn trước trong bài luận văn của Đại sư Hiện Thủ. Chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn vật từ đâu mà có? Ta từ đâu mà có? Ta cùng vạn vật và vũ trụ có liên quan gì? Đây là vấn đề rất lớn. Vấn đề này giải quyết được rồi thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ, đều là nhỏ nhặt tầm thường, không đáng kể. Thật sự hiểu được rõ ràng, minh bạch rồi, con người chúng ta ở thế gian này, chuyện kiết hung họa phước bản thân mình có thể làm chủ được. Thọ mạng dài ngắn bản thân mình cũng có thể làm chủ được. Môi trường chúng ta sinh sống, xã hội ngày nay loạn động, địa cầu thiên tai rất nhiều. Dùng phương pháp nào để đối phó, quý vị đều biết cả rồi. Vì sao vậy? Bởi đồng thời cụ túc tương ưng môn sao không giải quyết được? Phương pháp này vi diệu cực kỳ. Chúng ta xem Niệm Lão dẫn chứng đoạn văn này. Trước giảng về những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói, sau đó giảng những điều trong bộ kinh này nói. Chúng ta xem đoạn văn của Ngài. Phu Hoa Nghiêm giáo lý dĩ duyên khởi di chủ, pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi, nhất pháp thành nhất thiết pháp, nhất thiết pháp thành nhất pháp, nhất thời cụ túc viên mãn hiển hiện, cụ viết cụ túc tương ưng. Đầu tiên giải thích danh xưng của môn này. Môn này gọi là đồng thời cụ túc tương ưng môn. Vì sao sử dụng danh xưng này? Giáo lý của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giảng gì? Giảng về thực tướng của các pháp. Đây là danh từ trong kinh Phật. Dùng ngôn từ ngày nay là nói về chân tướng của nhân sanh vũ trụ.
thật sự là chân tướng, không giả dối chút nào. Ngày nay, triết học và khoa học đối với vấn đề này còn đang tìm tòi, chưa có định luận, đang thăm dò. Những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói không phải là thăm dò, không phải là tìm tòi, mà là khẳng định. Cao hơn so với các nhà khoa học và triết học. Chúng ta thắc mắc, vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được? Vì sao các nhà khoa học không biết mà Ngài biết? Sao Ngài biết? Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu phẩm xuất hiện. Chúng tôi chưa giảng đến phẩm xuất hiện, còn ở phía sau. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai. Điều này thật ghê gớm. Tất cả chúng sanh, bao gồm quý vị, bao gồm cả tôi, tất cả chúng ta đều ở trong đó. Tất cả chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh? Là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh chẳng những bao gồm con người. Con người chúng ta do chúng duyên hòa hợp mà sanh, tứ đại ngũ uẩn hiện ra cái thân này. Tứ đại là nói về hiện tượng vật chất của thân thể chúng ta. Thọ tưởng hành thức là nói về hiện tượng tinh thần của thân thể chúng ta. Tất cả đều là chúng duyên hòa hợp. Hiện tượng vật chất, Đức Phật nói có bốn loại: địa, thủy, hỏa, phong, hình thành hiện tượng vật chất. Thọ tưởng hành thức hình thành hiện tượng tâm lý. Tâm và vật đồng thời sanh khởi. Tâm và vật không thể tách rời. Trong tâm nhất định có vật, trong vật chắc chắn có tâm, không thể tách rời nó. Quý vị xem trong Kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ: nhất trần, di trần. Di trần này là gì? Khoa học ngày nay nói là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Chính là lạp tử cơ bản. Thời cận đại, trong lượng tử lực học, giảng về một thứ nhỏ hơn vật này, gọi là quang tử, hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất này do tứ duyên hợp thành, chúng duyên mà. Thật sự nó là vật chất, rất nhỏ, mắt thường không thấy được. Dùng kính hiển vi thì có thể thấy được. Nhìn thấy nó là hiện tượng vật chất, cho nên dùng địa để tượng trưng. Địa là đại địa, tượng trưng cho vật chất. Thủy, hỏa, phong. Thủy là gì? Thủy là độ ẩm. Ở trong vật chất rất nhỏ này, nó có độ ẩm. Nếu nói mang điện, thì nó mang dòng điện âm. Hỏa là nhiệt độ, là điện dương. Ngày nay chúng ta gọi là đới điện. Điện dương chính là hỏa đại trong Kinh Phật nói. Điện âm chính là thủy đại trong Kinh nói. Danh từ tuy khác, nhưng chỉ là một thứ. Hơn nữa nó là động chứ không phải tĩnh. Cho nên phong tượng trưng cho động. Nó không phải trạng thái tĩnh, nó đang động. Động này ngày nay khoa học nói là hiện tượng ba động. Các nhà khoa học thời cận đại rất giỏi, họ cho chúng ta biết. Họ nghiên cứu về nguyên tử, điện tử. Nghiên cứu đến kết luận cuối cùng, họ khẳng định rằng thế gian này tuyệt đối không có vật chất. Không có vật chất. Vật chất là gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Trên thực tế, vật chất là một hiện tượng ba động. Tần suất ba động không đồng nhau, cho nên khiến cho chúng ta nhìn thấy vô số hình sắc. Ba động chậm, tần suất chậm một chút. Trên thực tế là chậm, nhưng chúng ta không thể tưởng tượng được, tưởng tượng không ra. Nó biến thành thể cứng.
Cát đá biến thành những thứ này là tần suất chậm. Tần suất nhanh một chút thì biến thành thực vật. Nhanh hơn chút nữa thì biến thành động vật. Nhanh nữa như là những điện tử sống qua ngày nay, ngoài hiện tượng ba động ra thì không có gì nữa. Đây là những điều các nhà khoa học ngày nay nói, các nhà lượng tử lượng học nói, hoàn toàn tương đồng với trong kinh Đức Phật nói. Cho nên Hiền Thủ Đại Sư ví dụ, trong Hoàng Nguyên Quán ví dụ, nói là nhất trần. Nhất trần là gì? Chính là một quang tử, một nguyên tử. Thời gian nó tồn tại rất ngắn. Hơn nữa mỗi cái, nếu chúng ta dùng những lời trong kinh Đức Phật nói, mỗi hạt di trần đều là một thứ đơn độc, không liên tục. Chúng ta thấy hiện tượng vật chất, mắt thấy sai rồi, đó là một hiện tượng liên tục. Khi chúng tôi giảng kinh, chúng tôi thường dùng danh từ tướng tương tư tương tục để nói. Nếu tôi dùng lượng tử lực học nói, thì tướng tương tư tương tục này vẫn chưa đúng. Không phải là tướng tương tục, mà là tướng liên tục. Dùng tướng tương tục là trên dưới phải tương đồng, nhưng tôi biết. Tôi dùng tương tư, nghĩa là nó tuyệt đối không phải là tương đồng, nó tương tư, tướng tương tư, tương tục. Các nhà khoa học dùng danh từ này rất hay, tướng liên tục, nó không phải là tướng tương tục, mỗi cái đều độc lập riêng. Thực tế mà nói, ngài đưa ra ví dụ, và chúng tôi đưa ra hiện tượng đó, hoàn toàn tương đồng. Giống như chúng ta xem phim điện ảnh vậy. Phim là tướng khung, từng khung, nó là tướng đèn huyễn, từng khung, tuyệt đối không có tương đồng, nó không phải tương đồng. Chiếu với tốc độ quá nhanh, cặp mắt của chúng ta bị nó lường gạt, cho là thật có, nhưng nó không có thật. Các nhà khoa học cũng dùng phim điện ảnh làm ví dụ, tương đồng với ví dụ tôi dùng. Từ đó quý vị có thể thấy được, nó là giả, nó không có thật. Phim này, khi máy chiếu phim chiếu lên, trên màn hình, thời gian của nó là 1 giây 24 tấn. Nghĩa là 24 tấm liên tục. Mỗi tấm không giống nhau, mỗi tấm đều độc lập, không có tương đồng. Hơn nữa, nó đã qua rồi thì không còn tìm lại được nữa. Điều này nhất định phải hiểu, không thể tìm lại được nữa. Chuyện là như vậy, đây gọi là chân tướng. Những hiện tượng trong vũ trụ ngày nay, tốc độ của nó nhanh cỡ nào? Trong kinh Nhân Dương, Đức Phật nói, đó không có thật. Đó là Đức Phật phương tiện nói. Đức Phật dạy một búng móng tay có 60 sát na, nghĩa là một phần 60 của một búng móng tay gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 sanh diệt. Chúng ta búng móng tay nhanh, một giây có thể búng được 4 lần. Nếu là 4 lần, 4 nhân với 60, nhân với 900, bằng 21 vạn 6.000 lần. Một giây có 21 vạn 6.000 tấm phim. Sao quý vị có thể thấy nó là giả được? Phim điện ảnh của chúng ta ngày nay, một giây chỉ có 24 tấm. Một phút của nó có thể chiếu là 21 vạn 6.000 tấm. Điều này trong kinh Nhân Dương nói. Đây là phương tiện nói như vậy. Chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc đối thoại với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hoàn toàn khác. Điều Bồ Tát Di Lặc nói có lẽ là thật.
Lúc bấy giờ Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, tâm hữu sở niệm, nghĩa là phàm phu chúng ta khởi lên một niệm. Thời gian của ý niệm này rất ngắn. Khởi lên một ý niệm, trong một ý niệm này có bao nhiêu hiện tượng ý niệm liên tục? Có bao nhiêu tướng? Có bao nhiêu thức? Tướng nghĩa là hiện tượng vật chất, thức nghĩa là hiện tượng tinh thần. Niệm là ba động. Trong ba động này có mấy hiện tượng vật chất, mấy hiện tượng tinh thần xuất hiện? Khi Bồ Tát Di Lặc trả lời, cũng dùng bốn móng tay. Một búng móng tay không phải 60 sát na. Một búng móng tay là 32 ức bá thiên niệm. Đây không phải là 21 vạn 6 ngàn. 32 ức bá thiên niệm. Niệm niệm thành hình. Đức Phật hỏi mấy tướng, niệm niệm đều có hiện tượng vật chất. Ở trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thức. Thức là gì? Thức là thọ tưởng hành thức, nghĩa là hiện tượng tinh thần. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có. Bồ Tát Di Lặc nói, thức niệm cực di tế, bất khả chấp trị, quá di tế, không có cách nào nắm bắt được nó. Nó có thật. Oai thần của Phật. Ở đây nói Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, bậc sơ trụ trở lên thì gọi là Phật. Bồ Tát sơ trụ trở lên. Cho nên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, họ đều có năng lực nhìn thấy. Họ có năng lực có thể nhập vào cảnh giới này. Cho nên không phải Đức Phật dùng cơ giới để phát hiện ra. Ngài ở trong thiền định, trong thâm sâu của thiền định nhìn thấy, nhìn thấy chân tướng sự thật. Nếu chúng ta dùng bốn móng tay, cũng dùng bốn lần bốn móng tay, thì một giây có bao nhiêu ý niệm? Một giây có 1.280 triệu. Chứ chẳng phải là 21 vạn 6 ngàn. 1.280 triệu. Đây chính là quang tử mà các nhà khoa học lượng tử ngày nay nói. Họ đã phát hiện ra. Thật không dễ dàng. Chúng ta chẳng thể không khâm phục họ. Họ đã sử dụng cái gì? Họ đã dùng cơ giới để phát hiện ra. Mắt thường không thể thấy được. Ba động cực kỳ vi tế. Hiện tượng này trên thực tế chính là A Lại Da mà trong Kinh Đức Phật nói. Một niệm bất giác từ trong chân tánh sanh khởi lên một thứ hư vọng không có thực, gọi là A Lại Da. Tự tánh là chân tâm vĩnh hằng bất biến. A Lại Da là vọng tâm. Vọng tâm từ đâu mà có? Từ trong hiện tượng ba động sinh ra. Ba động vào lúc nào? Chính là ở một niệm ngay đây. Điều này nhất định phải biết. Nó không phải là quá khứ, không phải là vị lai, mà ở ngay đây. Quý vị cần nên biết rằng một niệm ngay đây nó không tồn tại. Nó vừa động là lập tức không còn, nhanh hơn tia chớp nữa. Niệm thứ hai lại xuất hiện. Niệm thứ hai không còn thì niệm thứ ba lại xuất hiện. Cho nên nó là tướng liên tục. Như chúng ta xem tướng liên tục trong phim ảnh. Đây là nói lên hiện tượng vật chất của vũ trụ. Chẳng những hiện tượng vật chất của lục đạo là như vậy, mà pháp giới tứ thánh cũng như vậy. Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng và báo độ của chư Phật cũng là cảnh giới này, không hề sai khác. Cho nên trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng,
không nói rằng trừ thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai ra, không hề nói như vậy. Thật báo độ của chư Phật Như Lai cũng như vậy. Vì sao thế giới của các ngài tốt, còn thế giới của chúng ta lại kém như vậy? Ở đây nói đến đồng thời cụ túc tương ưng môn. Đồng thời cụ túc tương ưng môn thì thế giới của chúng ta đây phải giống như thế giới Cực Lạc chứ. Như vậy thì mới có thể nói được. Vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Sự khác biệt này từ đâu mà có? Sự khác biệt này từ ý niệm mà có, nghĩa là hiện tượng tâm lý. Thọ tưởng hành thức, ý niệm có khác biệt. Mỗi ý niệm đều khác nhau. Vật chất nương vào đâu để có sự biến hóa? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, tâm năng sanh, năng hiện hiện tượng này. Hiện tượng biến hóa này là thức. Trong tâm không có, trong tâm không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên trong tâm sanh ra hiện tượng này, nó không biến hóa. Sinh ra biến hóa là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là mỗi niệm của chúng ta không giống nhau. Vũ trụ là một thể, cho nên mới đồng thời đồng xứ, cụ túc tương ưng. Nó là một thể mà. Nếu không phải là một thể thì làm sao có thể tương ưng được? Giống như cơ thể của chúng ta vậy. Cơ thể của chúng ta có bao nhiêu tế bào hợp thành? Tế bào là nguyên tử hợp thành, nguyên tử là điện tử hợp thành, truy xét đến cùng là quang tử. Cơ thể của quý vị có bao nhiêu? Nhưng nhiều lạp tử như thế hợp thành cơ thể này. Mỗi một lạp tử đều có liên quan đến toàn thân này. Đồng thời, đồng xứ, tương ưng. Đồng xứ là gì? Là một cơ thể này. Cho nên, động một sợi lông là toàn thân cảm nhận được. Đây chính là đồng thời, đồng xứ, tương ưng. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, chúng ta vô tình hay hữu ý khởi lên một ý niệm, động một sợi tóc mà toàn thân cảm nhận được, khắp cả vũ trụ có thể cảm nhận được. Ý niệm này bất luận là quý vị vô tình hay hữu ý, ý niệm này là thiện hay ác. Đây chính là ba châu biến mà trong Hoàng Nguyên Quán nói. Thứ nhất là châu biến pháp giới. Một ý niệm cực kỳ vi tế châu biến pháp giới. Vì sao vậy? Bởi trong tự tánh không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian là không có trước sau. Không có không gian là không có cự ly. Cho nên ý niệm vừa khởi là châu biến pháp giới. Một niệm thiện châu biến pháp giới, một niệm ác cũng châu biến pháp giới. Chẳng nên nghĩ rằng một niệm này không sao hết, chúng ta khởi lên một niệm là cả pháp giới đều chấn động. Nếu trong một ý niệm này thêm vào một chút phân biệt chấp trước, thì là xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận là biến hóa, tâm hiện thức biến. Người xưa nói, kéo một sợi tóc động toàn thân. Quý vị cầm cọng tóc kéo một chút thì toàn thân đều cảm nhận được. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, chúng ta khởi một ý niệm thì khắp cả vũ trụ đều cảm nhận được. Ngày nay chúng ta thắc mắc, thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng vì sao lại đẹp như vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta biết, người dân sống ở thế giới đó đều là thiện niệm, không có ác niệm. Ngài giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta, giai thị chư thượng thiện căn, câu hội nhất xứ. Cho nên thế giới đó mới đẹp như vậy. Thế giới của chúng ta ngày nay vì sao ra nông nỗi này?
Ngày nay, con người sống trên quả địa cầu này, ý niệm bất thiện. Ý niệm bất thiện biến ra cái gì? Thân tâm nhiều bệnh, không khỏe mạnh. Quả địa cầu này thiên tai gì cũng có, chẳng phải là như vậy sao? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, vậy có thể làm cho thân tâm mình phục hồi lại khỏe mạnh chăng? Có thể làm cho quả địa cầu này phục hồi trở lại bình thường chăng? Được, ý niệm. Đối trị cách nào đi? Sửa tâm mình chân chánh là được rồi. Thế nào là chánh? Thuận theo quy luật của đại tự nhiên là chánh. Trái ngược lại với quy luật của đại tự nhiên là tà, là sai. Cư dân sống trong sát độ của chư Phật, tâm địa thanh tịnh. Giống như cảnh giới khi Huệ Năng Đại Sư Kiến Tánh nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Người xưa dạy chúng ta, nhân tánh bổn thiện. Hai câu đầu trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thiện ở đây không phải là thiện trong từ thiện ác. Thiện trong từ thiện ác quá nông cạn. Chữ thiện đó là tán thán. Chữ thiện đó là hình dung. Hình dung điều gì? Hình dung nó không khiếm khuyết điều gì. Viên mãn, không khiếm khuyết. Đó là tự tánh. Khi nào thì tự tánh xuất hiện trạng thái này? Không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm động niệm, gọi đó là bổn thiện. Khởi tâm động niệm là bất thiện, A-lại-da xuất hiện, đó là bất thiện. Cho nên bổn thiện so ra còn cao hơn thực báo trang nghiêm độ. Bổn thiện là tâm tánh hoàn toàn hiển lộ, nghĩa là chân tánh của chính mình hiển lộ. Trong chân tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Trong kinh hình dung nó là một ánh quang minh, gọi là đại quang minh tạng. Tịnh Độ Tông gọi cảnh giới này là thường tịnh quang. Trên thực tế thêm vào một chữ độ, đó là kiến giải của phàm phu. Nói về tứ độ, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ. Trên thực tế nói thường tịch quang chính là thường tịch quang, không cần thêm chữ độ vào đó nữa. Điều này chúng ta cần nên hiểu. Thêm chữ độ là do Đức Thế Tôn phương tiện nói như vậy. Trong thường tịch quang không có thân, cũng không có độ. Cũng có nghĩa là không có hiện tượng vật chất và tinh thần. Nhưng quý vị chẳng thể nói nó là không, nó năng biến. Cho nên Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Nó biến được, bản thân nó không có gì hết, nhưng nó có thể biến được tất cả. Khi nó bất biến thì đâu ngờ tự tánh, vốn tự đầy đủ. Trong thường tịch quang có đủ tất cả, không thiếu thứ gì. Chỉ cần hiện tượng ba động phát sanh thì vũ trụ sẽ hiện tiền, vạn vật sẽ hiện tiền, cơ thể của chúng ta sẽ hiện tiền. Cơ thể nghĩa là một hiện tượng vật chất, một hiện tượng tinh thần. Hai hiện tượng này theo sự phân biệt chấp trước của quý vị, từ từ biến thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chuyện là như vậy. Chúng ta khởi lên một ý niệm, chẳng những ảnh hưởng đến thập pháp giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thập pháp giới trong sát độ của tất cả chư Phật mười phương đều bị ảnh hưởng. Vì sao vậy? Bởi một tự tánh biến mà. Khắp vũ trụ cùng với mình là một thể, cho nên nó mới có thể đồng thời đồng xứ, cụ túc tương ưng. Nếu chẳng phải là nhất thể thì làm sao quý vị có thể giải thích được?
Cho nên thật sự là một thể thì có thể giải thích được. Hiểu được đạo lý này rồi, đối với đạo lý này hiểu một cách rõ ràng, minh bạch, không còn một chút hoài nghi nào hết. Xã hội ngày nay loạn động, thiên tai quá nhiều. Khu vực Hồng Kông của chúng ta đây không bị thiên tai có được chăng? Được. Chỉ cần ở Hồng Kông có thể tụ tập được 100-200 người, thiểu số người này là có thể cứu được khu vực Hồng Kông đây. 100-200 người đây thật sự hồi tâm chuyển ý, đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Người xưa rất từ bi, các ngài nói rõ cho chúng ta biết. Từ đại cương mà nói là hiếu đệ. Đây là nòng cốt của chánh pháp. Người xưa nói hiếu thân tôn sư, Đức Phật cũng nói như vậy. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tiêu chuẩn của thập thiện nghiệp là gì? Những điều trong kinh luận nói toàn là tiêu chuẩn, nói rất nhiều, nhưng chúng ta không chịu làm. Người xưa nói rất hay, quý vị xem, từ hiếu đệ dẫn đến ngũ luân, phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tử, bằng hữu hữu tính. Nói phụ tử, quân thần, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu, đây là đạo, là quy luật tự nhiên. Giảng thân, giảng nghĩa, giảng biệt, giảng tự, giảng tính, đây là đức, thuận theo đạo. Quý vị thực hành thì đó chính là đức. Từ đây là dẫn đến ngũ thượng, tứ duy, bát đức. Truyền thống văn hóa của Trung Quốc chính là những điều này. Ngũ thượng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đây là nguyên tắc cơ bản làm người, bắt buộc phải tuân thủ. Quý vị không tuân thủ thì không gọi là người. Con người và cầm thú khác biệt chính là ở chỗ con người biết ngũ thượng, cầm thú thì không biết. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức, hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình, chỉ có mấy chữ vậy thôi. Quý vị xem tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, cho đến hoàng đế Càn Long soạn cuốn tứ khổ toàn thư, đều không tách rời những điều này. Đây là đại cương của truyền thống văn hóa. Ở trong Phật pháp chính là tam quy, ngũ giới, thập thiện, rất đơn giản. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thập thiện: tiểu thừa nói rộng ra là 3.000 oai nghi, đại thừa nói rộng ra là 84.000 tế hạnh, là viên mãn, là thành Phật rồi. Nói rất tinh giản cốt yếu, đây là đạo, đây là tánh đức, tùy thuận tánh đức. Nếu bản thân chúng ta thực sự hiểu rõ, dùng mấy điều này để phản tỉnh. Người xưa dạy tiểu học, ngày nay mọi người học tập Đệ Tử Quy.
Đệ tử quy nghĩa là những điều này cụ thể thực hành. Thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong việc đối nhân xử thế. Quý vị làm được là quý vị đang hành đạo. Cuộc sống hàng ngày là hành đạo. Bất luận quý vị làm nghề gì, công việc của quý vị là hành đạo. Tiếp nhân xử thế chẳng việc nào không phải hành đạo. Trong đạo Phật gọi là hành Bồ Tát đạo. Thực sự làm được như vậy, thân tâm khỏe mạnh, không sanh bá bệnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình, bất cứ tai họa gì trên địa cầu này cũng được hóa giải, đều không còn nữa. Đa số người ta không hiểu, họ vẫn còn tạo nghiệp. Thiểu số người giác ngộ. Trong 1.000 người có 1 người giác ngộ. Một vạn người có 1 người. 10 vạn người có 100 người. 100 vạn người có 1.000 người. Một phần ngàn. Một người hành đạo, 999 người được thơm lây. Công đức rất ít đó, mọi người cùng hưởng. Tôn giáo ở Tây Phương, họ dùng phương pháp lúc cần cấp khi tai họa xảy đến, tập thể ý niệm cầu nguyện có được hiệu quả. Nhưng nên biết rằng đây là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Vì sao vậy? Bởi khi cầu nguyện bị gián đoạn thì tai họa lại hiện tiền. Trị bổn dùng phương pháp nào? Dạy học. Người xưa thật sự có trí huệ, nói cho chúng tử tôn đời sau biết. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Tin rằng con người dạy tốt được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngày nào Ngài cũng dạy học, giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào gián đoạn. 30 tuổi khai ngộ là Ngài bắt đầu dạy. 79 tuổi nhập Niết Bàn, dạy học suốt 49 năm dạy. Con người có thể dạy dỗ được. Nếu quý vị không dạy, không dạy học sẽ học những điều xấu. Kết quả của việc học điều xấu này là gì? Là chính mình thân tâm không được khỏe mạnh, gia đình không hài hòa, xã hội không an định, thiên hạ chẳng thái bình. Đó là học điều xấu. Nếu họ học tập lời dạy của Thánh Hiền, Thánh Hiền dạy điều gì? Dạy luân lý. Luân lý là gì? Luân lý nói về quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ ngũ luân. Phật Pháp nói rất cứu cánh. Ngoài chuyện quan hệ giữa người và người ra, quan hệ giữa con người với động vật, quan hệ giữa con người với thực vật như hoa cỏ cây cối, quan hệ giữa con người và sơn hà đại địa, quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần chính là quan hệ sinh vật bất động không gian mà ngày nay khoa học nói. Quan hệ giữa con người với vũ trụ, tất cả đều là luân lý. Cho nên giảng về điều này, chỉ có Đức Phật mới giảng giải viên mãn. Tất cả các quan hệ đều làm tốt rồi thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Sự đối ứng của quan hệ, đó chính là đạo. Lòng tin của mình kiên cố,
đoạn tất cả ác, hành tất cả thiện. Sức mạnh đó đến từ giáo dục nhân quả. Cho nên thánh nhân bình thiên hạ đưa xã hội trở nên tốt như vậy chính là ba cách giáo dục: luân lý, đạo đức, nhân quả. Người xưa nói, tính nhân quả, thiên hạ đại trị chi đạo giả. Bất tính nhân quả, thiên hạ đại loạn chi đạo giả. Nói rất hay. Điều này khiến cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Vẫn còn một số người họ hy vọng hướng thượng nâng cao lên. Được, hướng lên nữa, đó chính là giáo dục triết học, giáo dục khoa học. Trong sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền có, chẳng phải không có. Thời xưa, không gọi là khoa học, triết học. Những danh từ này là thời cận đại, từ phương Tây truyền đến. Trong truyền thống ngày xưa có triết học không? Có. Có khoa học không? Có. Trong kinh Hoa Nghiêm, triết học và khoa học giảng lên đến tột đỉnh. Bài văn của quốc sư Hiện Thủ không dài, rất ngắn, nói hết rồi. Chúng ta cùng nhau học tập, sử dụng hơn 200 giờ. Rất lợi ích.